không tới đây. Ní chỗ bún bún đi. Ní chỗ bún bún đi. Bún nóng nóng nữa. Chia sẻ vừa rồi cái chia sẻ gì đó. Chứ chẳng là cái gì thật. Hello. Đù. Đẹp không mấy chị? Mẫu mới này. Số lượng ít lắm. Số lượng rất là ít. Chia sẻ like nhiệt tình lên dùm em. Hôm nay tiếp tục chửi tiếp mấy chị. Tiếp tục chửi tiếp nha. Rồi chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nhé. 100k 4 bộ kèm số điện thoại giùm cho em Trang. Hello, hello chị, hello mấy chị nha. Chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em. Hôm nay mẫu mới nữa mấy chị. Cứ nói nghỉ bán like thôi chứ còn sĩ vẫn chốt bình thường nha. Nhưng mà hôm nay mẫu đẹp quá. Hôm nay mẫu đẹp quá mấy chị phải lên like cho mấy chị đây. Chia sẻ like nhiệt tình lên giùm Trang đi. 100k 4 bộ kèm số điện thoại giùm cho em Trang nha. 10 hoặc 20 lần vào nhóm. 5 lần vào Trang nhưng của mình. Đẹp không? Mẫu Trang đẹp không? Trời ơi, mẫu độc quyền lắm mấy má. 100k 4 bộ kèm số điện thoại giùm cho em Trang. Thật sự luôn mấy chị ơi. Buồn hết sức. Sáng nay mới nhận cục này. Trời ơi, to cho báo luôn mấy chị ơi. Bom này nó bông khủng luôn mấy chị. Bom này là bông khủng luôn. Đó mấy chị nhìn đi. Bom này là bông khủng luôn, đúng không mấy chị? Một cục rất là to luôn này, đó. Xả nốt hết kho xưởng. Là Trang nghỉ like. Nghỉ like lẹ luôn mấy chị ơi, thật sự. Để bác sĩ còn khỏe hơn, thật sự luôn. Trang like là like vì đam mê thôi. Like để Trang kiếm sĩ thôi, còn mà like lẹ rất là mệt. Mấy chị nghĩ một bộ đồ chưa có lời tới 50.000 bạc nữa. Đừng có nói dốc, 10.000 thì có đó mấy chị. 5.000 thì không nói được, 50.000 thì có. Mà bán biết bao nhiêu bộ. Mà trước mắt là lỗ cái cục này là 60-70 ngàn rồi. Tại vì cái bục này quá bự. Tại vì mấy chị biết mà giao hàng Tết Kiều là nó giao bằng ký, nó cân bằng ký chứ không phải là nó cân bằng cái gì hết á. Mấy chị đúng không? Rồi chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em. 100k 4 bộ kèm số điện thoại giùm em nha. Hôm nay là Trang xả bom. Xong rồi Trang xả xưởng nè. Đó xưởng còn bao nhiêu mà bộ là Trang xả hết cho mấy chị luôn. Hôm nay là Trang lên mẫu mới tiếp nha. Mẫu mới là cái mẫu này là may ra thì đóng xị thôi. Nhưng mà còn tầm mười mấy hai chục bộ thôi nha. Cái này là may xong là sửa đóng hết rồi mấy chị. Sĩ nó đóng hết cái mẫu này luôn. Cái mẫu này là Trang có 3 hoa và 1 beo. 3 hoa và 1 beo xíu này Trang bán cho. Siêu đẹp luôn mà đẳng cấp luôn. Chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em. 100k 4 bộ kèm số điện thoại giùm cho em Trang. Nhưng Trang nói là mấy chị ơi, thiệt, like xong là đuối lắm luôn. Mỗi lần mà Trang tắt xong một cái like là Trang rất là đuối luôn mấy chị. Tại vì mấy chị nghĩ một cái buổi like mà Trang like gần 3-4 tiếng đồng hồ. 3-4 tiếng đồng hồ chứ không phải là đâu ít đâu. 3 tiếng đồng hồ này ít nhất là phải 2 tiếng rưỡi. Đó nhiều nhất là 3 tiếng rưỡi gần 4 tiếng. Đó một cái like thôi đó mấy chị. Tại vì bên nhà Trang số lượng rất là đông. Đó mấy chị.
Nhưng mà mấy chị mua hàng thì mấy chị biết cái cực khổ của nhà em thế nào, là mỗi một cái buổi live là chân mặc gần nó 100 bộ không mấy chị. Mỗi cái buổi live là chân mặc gần 100 bộ đồ đó. Cho nên mấy chị nào mà mua hàng bên nhà Trang á, mà đã cho địa chỉ rồi thì canh điện thoại nhận dùng hàng cho em. Chứ còn đừng kiểu mà cho địa chỉ rõ ràng rồi đến khi mà giao hàng mà không nhận hàng là tội nghiệp bên em lắm, thật sự luôn mấy chị. Rất là tội nghiệp với nhà Trang luôn, thật sự luôn á. Trời ơi, lúc nào là Trang, ngày nào Trang cũng phải là thiết kế mẫu mà mẫu lạ, mẫu đẹp cho mấy chị, bán giá rẻ cho mấy chị. Đó, mấy chị nghĩ đi, một bộ đồ mà có 100 mấy ngàn thôi mà mấy chị còn bao hàng nhà Trang là không biết mấy chị mua chỗ nào được luôn, thật sự luôn mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nha. 10 hoặc 20 lần vào hồi nhóm dành cho Trang, 5 lần vào Trang cá nhân của mình. Mấy chị nghĩ đi, một bộ đồ không có lời bao nhiêu hết, không có đáng bao nhiêu hết, mấy chị bao nó rất là tội em luôn. Đây con mẹ này tên gì đây nè. Đây tên thì Thanh Kim này, 0939439097. Ở là An Lạc Tân Phú, ủa trời ơi, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cái cục này là 635 ngàn. 635 ngàn. Nhưng bây giờ Trang sẽ xả ra cho mấy chị là 100k 4 bộ, dành cho người nào chia sẻ cái like này nhiều nhất dùm cho em nha. Người nào chia sẻ like nhiều nhất dùm cho em. Hôm nay là có mấy cục đây không mấy chị? Hôm nay là có, đây còn tồn kho mấy chục bộ nữa. Còn tồn kho mấy chục cục nữa, phải là mấy chục bộ. Mấy chục cục tính ra là cả mấy trăm, 100 mấy bộ mấy chị, mấy chục cục á. Tại vì mấy chị nghĩ đi, một cục như vậy là ít nhất là mấy chị mua phải là tầm 2-3 bộ. Đó, mà tinh kho là bây giờ tồn là em kiểm soát đơn là phải 40-50 đơn hàng bom. Mà một đơn á là tầm ít nhất phải 50 ngàn đường ship. Mà 40-50 cục mấy chị nhân ra giùm em đi. Đó, mấy chị nhân ra đàn em. Trời ơi, bán like mà lên bán lẹ vậy mà không đủ tiền ship mà bù cho mấy chị nữa. Đó, bù cho những người mà hàng bom đó. Bù cho những người mà hàng bom đó. Đó, đâu có đủ tiền mà tiền ship để bù cho mấy chị đâu. 100k 4 bộ kèm số điện thoại giùm em nha. À, chị Bảo, Nguyễn Bảo chia sẻ like giùm em này. Chứ Trang không có gì chia sẻ like, Trang không có chốt đâu nha. Rồi, chốt giùm em, mình đặt với bạn. Dạ, mình đặt thì cứ comment lên đó chị. Chị nào muốn mua hàng với nhà Trang cứ comment nhiều lên sẽ dễ trúng mấy chị. Tại vì Trang thấy nhiều comment Trang mới dễ thấy mấy chị. Chứ còn mấy chị comment ít quá là khó thấy lắm nha. Rồi, chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em. 100k 4 bộ kèm số điện thoại giùm em. Chứ còn không có lời lã gì giờ này luôn mấy chị ơi, thật sự. Trời ơi, giờ này còn lời lã gì cái bộ, những cái bộ hàng bom này nữa nha. 100k 4 bộ kèm số điện thoại giùm em. Ủa sao bên buôn không thấy ai comment hết vậy? Rồi, 100k 4 bộ kèm số điện thoại giùm em nha. Em sẽ áp dụng cho người nào có chia sẻ like thôi. Còn ai không chia sẻ like là Trang không có chốt đó chị nha. Ui trời ơi, ai không chia sẻ like là Trang không có chốt đó chị nha. Rồi, lên lượt view giùm em. Mấy chị nhớ theo dõi banh may mới dùng cho em luôn mấy chị nha. Chị nào xỉ thì inbox qua Zalo dùng cho em. Bây giờ Trang đang like. Bây giờ Trang đang like, Trang không có chốt xỉ tên like đâu mấy chị nha. Chia sẻ like nhiệt tình lên dùng cho em mấy chị ha. 10 hoặc 20 lần vào hồi nhóm dùng cho em, 5 lần vào Trang cá nhân của mình. Đây, chị này là chị Thanh Kim này. Không biết ở thành phố Hồ Chí Minh mà cũng bông hàng nữa em nói thật. Cái này ha, em sẽ cho người qua từng nhà chị luôn này. Em nói rồi, ai mà ở thành phố Hồ Chí Minh mà bom hàng là sẽ biết mặt với em. Em sẽ giao từng nhà cho mấy chị luôn. Shipper nó gọi không được, nó hủy đơn về. Chứ còn em ha, em ở gần mấy chị ha, em qua từng nhà mấy chị luôn. Không có làm cái gì mấy chị hết trơn á. Chị sao chị đặt hàng chị em, chị không nhận. Em qua từng nhà em gõ cửa luôn nha. Đây em để lại cái địa chỉ đây. Thanh Kim nha, chị có coi cái like này thì chị nhớ dùng cho em. Và đừng nên đặt hàng dùng em nữa nha chị nha. Thanh Kim số điện thoại này 0939439097 đó. 0939439097 đó. Ở Tân Phú nha, để đây em để cái địa chỉ đây. Chờ em đi một lượt luôn. Em đi một lượt mà những người nào ở thành phố Hồ Chí Minh là em đi một lượt luôn mấy chị. Chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em. Ai mà ở thành phố Hồ Chí Minh là em đi một lượt luôn. Tại vì mấy chị nghĩ đây, một cái thằng shipper nó giao một lần hai lần là nó đâu có đi nhiều cho mấy chị đâu. Tại vì nó không, tại vì shipper nó nhiệm vụ nó hoài được, nó giao mà còn không hoài được nó trả đơn về cho em, nó đâu có mất mát gì đâu nha. Nhưng mà nhà em, chị nằm ở thành phố Hồ Chí Minh mà bom hàng nhà em là sẽ biết mặt với em, nó thật luôn. Em không hâm dọa gì mấy chị đâu, nhưng mà mấy chị làm vậy là mấy chị không có đức nha. Em sẽ qua từng nhà em nói chuyện với mấy chị nha. Trước mắt là em qua nhà em gõ cửa nè, tại sao mà mua hàng không nhận hàng đó, mấy chị nghĩ đi. Đó, em nói nhẹ nhàng thôi, mấy chị muốn như nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng mấy chị muốn cỡ nào em cũng chơi được hết đó, em nói thật luôn. Muốn cỡ nào em cũng chơi được hết. Đây Tân Phú nha, để đây Thanh Kim nè. Đó, ở địa chỉ đây, em dễ lại địa chỉ đây nha. 48 Tân Hoàng An Lạc Tân Phú, gần lắm mấy chị, từng lắm. Em chạy khoảng 15 phút là qua rồi. 15 phút thôi nha, 15 phút Thanh Kim nè nha. Chị có quay cái like này. Bởi vậy bữa nay luôn ha, từ nay em like, em sẽ để một cái bài like tầm nửa
từ đây tới tối em mới xóa bài like để cho những người nào mà bom hàng á lên đầu like bấm vô cái là nghe liền. Nhục mặt lắm á chị ơi, cho nên mua hàng đừng có bom hàng để nhục mặt lắm á chị. 100k bốn bộ càng số điện thoại giùm em nhé. Comment nhiều nhiều lên để Trân dễ thấy bên chỗ shop bum bum nha. Bên chỗ shop bum bum comment nhiều lên cho Trân dễ thấy ha. Bên chỗ chùm đồ bộ hôm nay view cao nha. Bên chùm đồ bộ hôm nay là view hơi cao đó nha. Rồi bên nào view cao Trang sẽ chốt cho bên đó trước với chị nha. Đó chị Thanh Kim này 0939439097 đó để xíu nữa. Rồi cái đơn này mà trả về là em sẽ cho lên cái mặt chị lên Facebook luôn. Rồi đây mấy bộ đây, cái đơn hàng này bao nhiêu đây, 630 mấy ngàn. Rồi bây giờ chắc mở ra cho chị nha, để qua bà đặt cái gì ở trọng á mà 600 mấy ngàn, để qua bà đặt hàng gì ở trọng nha. Khui ra mấy chị nha, chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em đi. Sao bên mình shop bùm bùm hôm nay view yếu quá vậy, chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em đi. Chỗ đồ bộ chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nha. Đây để em coi bà lựa cái gì ở chọn đây. Trời ơi không có tiền mà cũng sang mồm á chị. Đưa cái quạt. Trời ơi là trời, không có tiền mà cũng sang mồm. Trời ơi trời này mà để 30 độ con trai này nó ngồi nó không biết cái gì hết trơn á trời. Thấy nóng thì mình hạ với lạnh đi. Trời ơi không sang, không có tiền mà cũng sang mồm á chị, rảnh rỗi quá mà nằm ở nhà banh háng à, người ta like à. Khỏe mình đâu có mất lời tiền gì đâu, mình bấm thôi. Đó thấy đẹp quá, bấm tròn cho nó đã. Trời ơi 1 2 3 4 5 bộ đồ mấy chị, 5 bộ đồ. Đó rảnh háng dễ sợ chưa. Thành phố Hồ Chí Minh mình có đứa nào có số điện thoại không, điện nói thử tao bay. Ủa rồi, này Trang, điện nó thử quay ra số điện thoại đó, điện nó thử quay. Rồi chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nha. Sao bên bộ shop bên hôm nay chậm quá vậy ta. Rồi chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em. Đây 1 2 3 4 5 bộ đồ luôn, 5 bộ đồ luôn mấy chị nha. Bây giờ Trân xui ra Trân bán cho mấy chị này. Đây em cho mấy chị quay 5 bộ quá trời đẹp xuất sắc luôn. Chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nha. 10 hoặc 20 lần vào hồi nhóm giùm cho Trang, 5 lần vào trang cá nhân của mình. Bên chỗ shop bun bun comment nhiều lên để Trân dễ thấy nha. Bên chùm đồ bộ hôm nay là view rất là cao luôn nha. Chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em. Hai mấy mà gần 500 người đang xem, chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nha. 500 chị đang xem, chia sẻ nhiệt tình lên giùm cho em ha. Hai máy chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em sẽ bán giá rẻ cho mấy chị hả. Trời ơi mấy chị ơi, mua hàng mà gọi thuê bao thì lấy đâu ra mà giao. Trời ơi là trời, thuê bao lấy đâu ra mà giao mấy chị. Hay là mấy chị muốn phá giùm em vậy hả mấy chị, hay là mấy chị muốn phá. Trời ơi mấy chị làm vậy mấy chị nó tồi chết luôn, em nói thật đó. Trời ơi đặt hàng 16 bộ đồ mà gọi thuê bao lấy đâu ra mà giao. Trời ơi, nó cũng không biết mấy chị ở đâu nó giao luôn. Biết là cho địa chỉ đó nhưng mà quà không được lấy đâu ra giao mấy chị. Trời ơi, mà khi mà cho địa chỉ thì gọi được. Trời ơi, ôn dịch giả mang cho. Trời ơi, bồ này đẹp quá nè mấy chị ơi. Bồ này đẹp giả mang luôn nè. Rồi em nói luôn, 100k 4 bộ đừng có đòi hỏi dùm cho em. Khách hàng bom như thế nào em khui ra mấy chị thấy tận mắt dùm cho em luôn ha. Mấy chị cảm thấy mua được thì mấy chị comment 100k 4 bộ, còn không mua được thì thôi dùm em. Chứ đòn đừng mà thấy 100k 4 bộ lẹ quá chốt đại đến khi em giao hàng là kêu mặt không được hay không hợp gì đó là em không biết nha. Em không có biết mấy chị mặt như thế nào em không có biết. Nhưng mà hàng bom, khách bom như thế nào thì em bán cho mấy chị như thế đó nha mấy chị nha. Mấy chị nghe rõ dùm cho em. Thiệt nói tới cái đoàn này là nóng dần dễ sợ luôn. Cái máu mà nó trào lên ngược lên đầu luôn mấy chị. Mấy chị nghĩ đi, một bộ đồ như thế này mà bán tính ra có 25 ngàn thôi mà còn sửa shop nữa mấy chị. Có hơn nhiều người mà em được may mắn hơn mấy trăm người. Mấy chị nghĩ là một cái view nhà em là 400-500 người đang xem mà mình được chốt 100k 4 bộ là quá may mắn hơn tất cả những người khác rồi. Mà được 100k 4 bộ mà còn điện thoại chuỗi shop nữa. Trời ơi bán hàng mà lừa đảo. Đó mấy chị nghe kiểu rõ không? Bán hàng mà lừa đảo kêu là hả? 100k 4 bộ giao vậy thôi tôi mặc. Trời ơi thật sự ngày nào sao mà nghe em ám ảnh cái câu bà nói bả luôn á thưa chị. Nó chị ơi chị bao nhiêu tuổi à, chị đặt hàng bom thì người ta mua như thế nào thì em bán cho chị như thế đó vậy em đâu có biết chị mặc hợp hay là không hợp đâu. Đúng không mấy chị, mình chỉ có nhiệm vụ bán thôi. Còn mấy chị còn muốn mua thì mấy chị comment, ai comment thì em bán, còn không comment thì em không có bán. Chứ em đâu có biết mặt mũi mấy chị đâu, mấy chị cũng biết mà trên like thì chỉ nhìn thấy chữ thôi, đâu có nhìn thấy mặt, thấy tuổi, mặt mũi gì đâu. Đúng không? À, chị thấp lắm, chị lùn lắm, chị cao lắm, chị mặt không có được. Trời ơi là trời, bỏ tay những con mẹ đó luôn, thực sự luôn. Đã chốt 100k 4 bộ rồi mà còn bị chửi nó chị, thực sự.
thật sự luôn đó chị ơi. Em nói thiệt, nghề buôn bán là trăm bề lắm, khổ trăm bề lắm, không có khi nào mà biết làm sao mà hài lòng cho mấy chị luôn á, thật sự. Rồi đây bộ Gucci này này này, bộ này là hàng hiếm nha, cái bộ này là hàng nhập. Chị nào mà đã từng mua cái bộ này nhà trang rồi là biết hàng nhập như thế nào nha. Bên chỗ chùm đồ bộ chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em, lên 200 lượt view giùm em ha. Rồi đây mấy chị nghĩ đây, đây nè, thấy chưa, Gucci vàng, bộ này em bán là 135.000, bây giờ trang bán cho mấy chị 25.000 một bộ thôi nha, 25.000 một bộ thôi mấy chị. Đó, tính ra 25.000 một bộ thôi mấy chị nha. Rồi chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em này. Đó, đẹp giả mang chưa, lên lượt view giùm em đi, chứ còn yếu quá là trang không bán được nha. Rồi đây em mở ra, trời ơi mấy chị, mở ra vậy là mất thời gian lắm, nhưng mà phải mở ra, nhưng mà mở ra để cho mấy chị thấy là cái mẫu như thế nào, như thế nào, khổ lắm luôn, để mấy chị khỏi mắng vốn, để cho mấy chị khỏi mắng vốn thực sự luôn mấy chị. Chứ còn khổ lắm, ai mà buôn bán mà đã hàng bom rồi còn mở ra như vậy nữa chị, thực sự. Chốt lẹ lên giùm em đi, lên view đi. Trời ơi, gì đâu mà không trăm mấy lượt view bên chỗ shop buôn buôn này, yếu quá là trang không bán 100k 4 bộ luôn, trang sẽ bán bên chùm đồ bộ nha. Rồi chia sẻ like nhiệt tình lên để mất thời gian mấy chị hoa hướng dương giùm em luôn. Rồi bồ chấm bi này, bồ chấm bi nếu không lên lượt view trang sẽ bán như thường lệ luôn ha, như thường lệ 50k 1 bộ thôi, 50k 1 bộ thôi mấy chị nhá. Bao nhiêu phút rồi mấy đứa? Quay thử bên chỗ shop buôn buôn bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? 16. Rồi cái bell này bây giờ em cũng hết hàng luôn này. Cái bell này bây giờ trang cũng hết hàng luôn. Rồi bây giờ chốt nha, 50k đi. Yếu quá, 100k 4 bộ không bán nổi đâu. 50k 1 bộ đi. Rồi chốt giùm em nha, bell cánh tiên 50.000. Yếu quá mấy chị ơi, không biết sao nha, bữa này Facebook nó bị bóc tương tác sao mà nó yếu quá. Rồi chốt giùm em bell cánh tiên 50.000. Bell cánh tiên 50.000 chốt lẹ đi, để em ghim lên đây luôn, em ghim trực tiếp lên đây luôn mấy chị ha. Bell 50.000 dùm cho em. Yếu quá. Thường thường nhà trang là 411 mấy là 4500 lượt view lận, nhưng hôm nay là chưa tới 200 lượt view. Bell 50.000 giùm em này. Chốt cho ai kia đi em đang. Ờ. Chấm bi giùm em, chấm bi xanh 50.000 luôn. Chấm bi xanh 50. Hướng dương đỏ 50.000 luôn, hướng dương đỏ 50. Kèm số điện thoại giùm em chốt với chị nha. Thổ cẩm nu 50.000. Thổ cẩm nu 50.000 giùm cho em. Thổ cẩm nu 50. Bê 50 Phường Nguyễn không có số điện thoại em không chốt nha. Kèm số điện thoại em mới chốt được mấy chị. Kèm số điện thoại em mới chốt được. Bê 50 Nguyễn Sương, chốt cho chị Nguyễn Sương đi. Bê 50.000 đi, fan cứng này. Bà kêu là bấm muốn liệt máy luôn này. Rồi. Nguyễn Sương kèm số điện thoại giùm em đi chị ơi. Rồi chốt cho ai? Chấm bi 50 cho Huỳnh Kim. Rồi thổ cẩm 50, thổ cẩm 50, ngu xì 50. Thì chú số ngoại ta. Ngu xì 50, thổ cẩm 50. Ờ. Chấm bi 50 hết rồi, beo cánh tiên 50 hết rồi nha, bi xanh hết rồi. Còn là hướng dương thổ cẩm ngu xì. Còn là hướng dương thổ cẩm ngu xì mấy chị, hướng dương thổ cẩm. Thổ cẩm nuôi cho Bảo Trang bên đây này. Bảo Trang. Ủa, lộn, đâu rồi? Bảo Trang đi đâu rồi? Bảo Trang này, thổ cẩm nu này. Ghim lồn người nhá. Bảo Trang đâu? Bảo Trang. Rồi chốt giùm em Gucci màu vàng nữa, Gucci màu vàng nữa chốt lẹ đi. Gucci màu vàng chốt lẹ giùm em, Gucci màu vàng. Gucci màu vàng lẹ lên, em lên hàng ảo mới. Gucci màu vàng, Gucci màu vàng mấy chị ơi. Hướng dương 50 cho chị Lê Trân Thùy. Lê Trân Thùy. Rồi. Lê Trân Thùy này. Ừ, hướng dương vàng chưa? Gucci cho chị Trâm Trần. Rồi. Đó chốt là chốt, chốt nhanh lẹ vậy đó mấy chị. Chốt là chốt nhanh lẹ rồi, hôm nay mã em đang mặc nha. Ai mà hôm nay mà mua được cái mã này là người đấy sướng này. Cái mã này bán giá siêu rẻ luôn. Đợi xíu đi, siêu rẻ. Siêu rẻ luôn mấy chị, siêu rẻ luôn. Rồi, cái này nha. Em may ra mà xỉ đóng hết rồi mấy chị ơi, còn có đúng là 15 bộ thôi nha. Ngày mai ngày mốt gì mới có số lần nhiều hết rồi. Mới may được có nửa cây thôi, được 50 bộ thôi mà xỉ dành nhau lắm. Em phải chia ra mấy chị, không có đủ nha. Hôm nay ai chia sẻ like này em sẽ bán với giá rất là rẻ luôn nha. Bao nhiêu mấy chị? Tuần là quần có túi, đưa dùm cái túi xách màu beo đi. Chốt dùm em cái mã này đi mấy chị ơi. Chốt dùm em beo. Beo 129.000 dùm cho em mã này. 15 bộ thôi mấy chị ơi, không lấy là hối hận cuộc đời đó.
Bao 129.000. Đẹp cực kỳ luôn nha. Cái này là quần có túi, form quần dài nhất nách luôn nha. Ai mà nhận hàng cái bộ này là siêu đẹp, quần có túi luôn mấy chị nha. Chốt dùm em Trang, bell 129, comment bell 129 mấy chị. Ôi đẹp quá mấy chị ơi, bộ này đẹp. Bộ này đẹp lắm luôn, hôm nay là sale hết. Bell 129 dùm em nhé. 40-58kg nữa là một vừa dùm cho em. Yên tâm đi, ai không mua hàng được 50k Trang sẽ bán giá rẻ cho mấy chị ha. Rồi, 129k mã này dùm cho em, mã mới mấy chị nhé. Mã mới bell 129, đẹp cực kỳ luôn. 40-58kg nha, em có ghim bài nha mấy chị ơi. Bell 129 chốt lè đi, mã mới đó. Không lấy là hối hận cuộc đời lắm. 129 Rosy Marie này. Rosy Marie Bell. Chương Ngoài Tâm Bell. Chương Ngoài Tâm Bell. Nguyễn Kiều Bell. Nguyễn Kiều Bell. 129.000 thôi mấy chị ơi. Không đẹp không lấy tiền thật sự luôn. Huỳnh Kim Bell. Đẹp lắm luôn. Biển Biển Kiều Bell. À, Thiên Hoa Được Bell, ok chị. Bell 129 mấy chị, bell 129 đẹp lắm luôn. Ai mà không mua là uổng lắm luôn mấy chị. Ai mà không mua là uổng lắm. Bell 129 trời ơi, bên chỗ shop bên mua không ai chốt hả? Ủa Trang mình đẹp ha, Võ đẹp. Võ Văn Vĩ Bell. Trời ơi còn 3 set đúng không? Ừ, còn trong là đây, 5 bộ đây. 5 bộ nữa mấy chị ơi. Bell bell bell. Ủa đẹp lắm, đẹp lắm, chốt lẹ đi. Không lấy là uổng đó, em nói thật luôn. Kèm số thoại. Kèm Trang Bell đưa giùm em mấy tiền. Kèm số thoại Trang ơi. Còn mấy bộ nữa cho em, còn mấy bộ nữa cho em. Bộ đó. Đâu? Để đâu, để đâu. Đi đi. Trang ơi kèm số thoại nha Trang. 60kg cho em 1m6 giùm cho em Trang mấy chị nha. 60kg Thanh Tâm Bell. 60kg trở lại giùm cho em thôi. Sao đi bên nào? Bên Nguyễn Trang ơi kèm số thoại giùm em nha. Nguyễn Trang Võ Thị Bell. Võ Văn Vĩ Bell, ok chị yêu. Trời mấy chị ơi, kèm số điện thoại là có đơn mấy chị nhá. Có 129.000 thôi là đẹp nhất nách luôn giùm em luôn ha. Số 5 kia không có vừa, bộ số 5 53 kia mặt đẹp lắm đó chị. Em hai bộ Bell anh Nguyễn kèm số điện thoại này nè, ok 1m55 40kg. Trời đẹp lắm luôn. Cứ comment Bell kèm số điện thoại hết rồi, 15 bộ. Cứ comment đi, ai có số điện thoại tôi sẽ chốt giùm em luôn ha, tôi sẽ chốt giùm cho mấy chị. Nếu mà ai không gọi được sẽ có người dự bị giùm em nha. Rồi, chốt lẹ. Rồi, qua mã Bell đi, có 15 bộ thôi. Rồi, ai hỏi gu xì vàng hả? Rồi để tôi lên gu xì vàng cho. Để tôi lên gu xì vàng cho. Để lên gu xì vàng đâu rồi, gu xì vàng đâu nè. Đây, 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 đây. Để làm một bộ Bell mặt đó. Mấy chị thấy chưa? Mã mới này là lấy bộ liền. Đó còn bộ đó, cứ bên xưởng còn rồi đó, bên. Mẫu số lưng từ 40-58kg. Rồi đợi Trang xíu đi, đợi Trang xíu, đợi Trang xíu. Em mà Trang lấy Bell cho mình, Bell chốt số điện thoại gì bà? Ai không có số điện thoại hủy đơn chốt cho người khác. Chị ơi, hồi hai bộ hôm qua. Trời ơi, Ly ơi, Ly hôm qua. 1m54 kg vừa nha, tại vì Trang đi dây móc kinh mà cho nên là dễ mặc lắm. Chị ơi, hai bộ của em hôm qua. Anh chưa nha em nha. Bộ Bell hả? Đây gu xì vàng đây, gu xì vàng đây. Ai hỏi gu xì vàng đây. Trời ơi đẹp nhất nách chưa. Cái mẫu này nha, em nói lại luôn. Cái mẫu này Mai là 60kg cao 1m52 không vừa đâu nha. Lo chốt hàng đi, đừng có trả lời. Để ở đây trả lời là được rồi. Mẫu này thường thường em bán với giá là 135.000 nha. Nhưng mà trên livestream này ai chia sẻ like em bán với giá 130.000 thôi nha. Tại vì cái vải này là vải nhập. Vải này vải nhập mấy chị, trời ơi thức voi mà nó nhập nó đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Còn ít lắm, còn rất là ít luôn nha. Chốt dùm em gu xì. Gu xì dùm cho em 130.000 màu vàng. Ai mà không lấy hối hận cuộc đời nha. Mong sau lưng. Đợi đợi xíu đi chị, đợi xíu đi. Đợi xíu, hôm nay là nhiều mẫu lắm. Cứ từ từ dùm em ha. Chốt dùm em gu xì vàng 130.000. Mẫu cao 1m55. Rồi gu xì vàng, vải này em hứa mấy chị luôn không có trên thị trường nha. Vải này là vải hàng nhập nha. Gu xì 130 Rosy gì đây nè. Rosy gì đó. Rosy gu xì bên đây kia. Đây đây đây. Trang chốt bên nào vậy? Bên nào chùm. Rồi gu xì ai lấy nữa chốt giùm em gu xì nhá. Đẹp lắm luôn mấy chị. Ơi, con 130 bộ hết rồi. Có 130 một bộ thôi, tay lê đẹp nhất mắt luôn nha. 130.000 mã Gucci mà. Mã này là hàng nhập mấy chị nha. Em nói điều mất lọc luôn, cái vải này vải nhập.
nha. Em đang nhặt thêm cái màu nâu để em may tay ngắn giống như kiểu hồi nãy đó mấy chị. Chứ còn vải này không có trên thị trường đâu nha. Rồi ai lấy chốt giùm em Gucci vàng nó bao đẹp hết luôn mấy chị. Cho có chấm bi không chị? Có nha. Có nha, cái gì cũng có hết, cứ từ từ đi nha. Rồi ai lấy Gucci vàng mình chốt này. Gucci hai bộ cho chị trước trên vi kèm số điện thoại chị ơi. Châu đô Gucci. Châu đô Gucci 130 mấy chị. 130 lại hả? Rồi ai lấy Gucci mình chốt giùm em là có 130 thôi, 130 bao đẹp nhất mắt luôn. Ai mà không lấy lụn tiếc một đời lắm luôn các chị nha. Rồi đâu rồi? À cái mã hoa đằng sau mấy chị hỏi nó hoa đằng sau đúng không? À châu đô ok rồi, mẫu sau lưng. Rồi rồi lấy mẫu sau lưng liền. Lấy được ra lên. Cái tay Gucci đẹp quá chị. À đúng rồi chị. Cái tay Gucci đẹp lắm chị ơi, cái tay Gucci đẹp lắm, mã độc quyền đó. Mã độc quyền mấy chị. Nghe nè Linh ơi, nghe nè. Em mới nhận đồ đẹp Gucci vàng châu đô có rồi mà. Có rồi, có rồi. Ủa, hôm nay view xong rồi view đi. Rồi lên hoa đằng sau nè. Trời ơi đẹp mấy chị ơi, yên tâm cái form này nó đã lắm luôn. Mấy cô chị mới bé đi. Trời ơi, tao nói đẹp nhất mắt luôn mấy chị. Có chấm đẹp nha chị ơi, từ từ nha. Trời em mặc bro mà có 2 người. Hoa đẹp. Rồi chốt giùm em hoa. Chốt giùm em trang mã hoa ha, mã hoa. Hoa 129.000, quần có túi, quần dài lắm chị ơi, quần dài lắm. Có 129.000 thôi, trời ơi, đẹp chưa? Đẹp giả mang chưa nè mấy chị? Trời ơi cái hoa này thôi khỏi bàn đi ha. Hoa này thì khỏi nói mấy chị ơi. Rồi chốt giùm em hoa hồng. Hoa hồng 129.000, đẹp cực kỳ luôn. Hoa hồng 129.000 như mẫu em đăng luôn mấy chị ơi. 129.000 chốt giùm em. Hoa 129. Đẹp ha, đẹp giả mang, em dịch có khác ha. Đơn em đi chưa? Đi rồi, không có cái nào mà chân giữ đơn hết mấy chị nha. Mấy chị nghe rõ giùm em, nhà em là đơn ngày nào đi ngày đó, chứ còn không có cái nào ở đây hết. Hoa này hoa nhí nè chị. 40-58kg đổ lại nha. Cho mấy chị mà chân lai like, ngày nào mấy chị cũng phải vô. Cho mấy chị ngày nào mấy chị cũng phải đơn đi chưa, đơn đi chưa, lúc nào là đơn đi rồi. Rồi chốt đơn là đơn đi liền luôn, không có nào mà giữ đơn hết mấy chị ơi. Mặt có mấy màu chị. Rồi chốt làm em mà hoa hồng đi, chốt hoa hồng trước đi mấy chị. Hoa hồng ghi hồ nè. 129 thôi mấy chị ơi. Có 15 xé thôi, 15 xé thôi. Xé thôi. Điện thoại giùm em nha, châu đô hoa hồng. Châu đô hoa hồng đẹp lắm luôn, có 129.000 thôi chị ơi. 129 giùm em ha, 129. Siêu đẹp luôn. Nhận hàng không đẹp trả về cho em Trang liền mã này. Cao Minh Tiết. Cao Minh Tiết này, hoa 129 này. Duy Hồ có số điện thoại rồi này. Rồi. Có 129.000 mã hoa thôi mấy chị ơi, mã hoa. À, Tuyền Nguyễn mã hoa đẹp ha, em cho mấy chị quay nè, đẹp lắm luôn. Trời ơi, ai mà không lấy cái hoa này mà mặc trời ơi, tiếc cuộc đời lắm luôn, tôi nói thật luôn. Hoa hồng Tuyền Nguyễn nè. Jenny Trương hoa hồng nè, ok nè. Ủa bên đây con chốt cho vào bên Bun hả? Sao bên Bun hôm nay buồn quá vậy? 40-58kg chị ơi, chị có thấy em cầm game bài không? Đẹp quá mấy chị ơi, đẹp nhất thanh luôn, nói thật luôn. Đẹp quá trời đẹp luôn. Gucci vàng Tuyền Nguyễn ok chị. Tuyền Nguyễn Gucci vàng hoa hồng ok chị yêu nha. Rồi ai lấy nữa, ai lấy nữa, đẹp quá, đẹp quá. Em thích nhất là mã này luôn, hoa hồng rất là đẹp luôn chị. Mã độc quyền. Có 129.000 thôi, nhận hàng vải và phong không đẹp trả về dùm cho em nha. Có chấm bi rồi em xíu đi chị ơi. Em đang chấm bi liền đây, đang chấm bi liền nha. Nên chấm bi thôi dài nha. Rồi Gucci vàng cho Phường Nguyễn. Rồi ok chị, hoa ai lấy nữa? Hoa ai lấy nữa để em qua mã mấy chị. Hoa hồng cho Phường Nguyễn luôn. Ok ok, bữa nào kết hợp hai loại vải. Ờ thì hai loại vải mà, cái này là cái này không phải voan nha, cái này là chất liệu là bằng đuổi, vải đuổi nha mấy chị nha. Cái này chất liệu bằng đuổi. Đâu rồi chấm bi đâu rồi ta? Anh em bán giá rẻ là không miễn ship nha chị ơi. Rồi lên chấm bi đây. Chấm bi bao đẹp, chấm bi không đẹp không lấy tiền luôn. Ôi hôm nay view yếu quá mấy má ơi. Loan kim hoa hồng. Rồi chốt giùm em chấm bi kem tay dài, rồi xíu nữa em lên tay ngắn cho. Chốt cái này đã. Trời ơi hôm nay là view không thay nổi. Hôm nay view yếu quá. Ừ.
hoa hồng cho Linh ngồi ăn ok chị. Trời ơi, trăm mi đẹp nhất nách luôn mấy chị. Nhưng một cái chỉnh dài, bao dài luôn ha, không phải là hàng chợ đâu. Nhà Trang là bán hàng không phải hàng chợ đâu mấy chị nha. Nhà Trang bán hàng là không phải hàng chợ đâu. Hàng này là hàng chủng shop nha. Nhà Trang may là hàng bỏ chủng shop mấy con hot girl nó bán đó mấy chị nha. Nó bán 200 mấy một set đó, chứ không phải hàng tầm bậy tầm bạ đâu. Rồi chốt giùm em chấm bi kem cũng là 129.000 thôi nha. 129.000 chấm bi kem đẹp giảm ăn cho. Trời ơi, bộ này đẹp quá mấy chị ơi. Nè mấy chị qua tay này rất là đẹp luôn. Rồi chấm bi giùm em bông cúc hồng màu Nguyễn đẹp, bông cúc hồng. Hồng với là màu beo hả? Là hai bộ hả? Cúc hồng với màu beo hai bộ. Romance chấm bi kem 29. Rồi bây giờ em chấm bi kem rô gì? Rô Romance gì đó. Romance. Thúy ơi, em mỗi nào đồng chán của nó đó Thúy. 129.000 thôi mấy chị, chấm bi kem 129. Chị nào có thêm 50k thì mua hàng thêm nha. Cho em con hoa đỏ. Đợi xíu đi em, đợi xíu đi. Hoa được chấm bi kem. Ai? Tiên hoa được chấm bi kem. Thiên Hoa được á, kèm số điện thoại giùm em chị ơi. 129 mấy chị. 129 thôi. Kim Ngân 129 này. Ủa sao bên đây trùng nội bộ hôm nay mà hoa hồng sao bên kia cao 1m6 là vừa nhau ạ. Chốt ơi. Đơn, chốt đơn, chốt đơn chấm mi trắng may vải đẹp mà. À rồi đồi bên chị Trang. À cảm ơn nha, cảm ơn. Cảm ơn nha, rồi ai chấm mi kem nữa chốt này. Có 129 ngàn. Lily chấm mi kem nữa. Lily chấm mi kem. Chị ơi cho lại số điện thoại luôn. Hàng mà nhà Trang không đẹp trả về. Chấm mi kem Trương Hoài Tâm. Rồi ok chị yêu. Ai nữa đẹp ha. Trời ơi, một đồ có 129.000 ở đâu bán mấy chị, thật sự luôn. Thật sự luôn á, không có chấm bi kem gì Ngọc Huỳnh. Em đứng xa nha, em đứng xa cho chị coi nha. Chấm bi kem cho Võ Văn Vĩ. Rồi để em lấy em lóc rồi mấy chị ơi. Đâu rồi? Chứ không, lấy bi kem đây đây. Em đứng xa cho chị qua cái phone nhà em nè, em nói thật. Liễu Thúy chấm bi kem kèm số điện thoại giùm em đi chị ơi. Liễu Thúy chấm bi kem. Rồi Lê Dân Thùy. Ai nữa? Ok giàu nha. Vải đẹp nhất mắt. Cho bộ đi. Rồi. Lấy nhiều bộ đi cho bộ chi vậy? Ai chốt nữa để qua mẫu. Trời ơi mẫu đẹp. Mẫu đẹp, em nhận đồ đẹp lắm chị rồi. Ok nha. Ok. Rồi ai lấy trong bi nữa để qua mẫu. Ai lấy trong bi nữa để qua mẫu. Rồi qua mã nhá, qua mã đi. Ai lấy trăm bi cứ tự nhiên đặt đó bên em, kèm số điện thoại giùm em đi mấy chị ơi. Thì như có hôm qua có cổ á. Rồi lên màu đỏ đi mấy chị ơi, lên hoa đỏ đi. Hoa đỏ ra đẹp nhất mắt luôn. Hoa này ít lắm nha. Hoa này rất là ít. Trời ơi, xem hoa xanh. Lên hoa hướng dương đi em, đợi em xíu đi chị này. Trời ơi, qua cái hoa này mấy chị nhìn rõ giùm em cái hoa này nè. Trời ơi cái hoa này ha mấy chị ơi, nhìn ở ngoài không đẹp chăng không lấy tiền chị ơi, có dung hay bị có em ơi, cái gì cũng có hết nhà chị ơi, cũng có cái gì cũng có hết. Cứ chia sẻ like đi, chia sẻ like đẹp cho bạn. Mấy đẹp luôn. Lan Thái kèm số điện thoại giùm em nha chị ơi. Rồi chốt giùm em hoa cam 129.000. Chốt giùm em vải, vải đuổi mấy chị nha, vải này không đẹp chăng không lấy tiền luôn. Cứ nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái giùm em. Rồi. Hoa cam trời ơi, đẹp quá. Đi. Kéo cái tay giùm em bé. Chấm bi kem 129 có rồi nha. Chị này em có đọc tên là có đơn nha. Đẹp quá mấy chị ơi, thật sự đẹp. Em nói thật, cái màu này ha, cái vải này và là cái hàng này không có chỗ nào may đâu. Em nói thật mấy chị luôn. Liễu Thúy kèm số điện thoại giùm em nè. Hoa Thiên Được kèm số điện thoại lại giùm em nha. Nên đây là lỡ được rồi. Chốt giùm em hoa cam mấy chị. Hoa cam đẹp quá. Rồi Thiên Hoa Được có đơn rồi. Ôi, nó đẹp nhất mắt luôn á trời. Đẹp đẹp đẹp. Đứng xa ra cho chị. 129. Có 129 ngàn thôi. Bao nhiêu 129 quần có túi luôn chị. Quần là quần có túi luôn. Dạ. Khách cũ nhưng mà kèm điện thoại cho nó khỏi lộn đơn chị ơi. Thúy hả? Hả? Không, Lan Thái. Này đẹp này. Rồi. Hoa cam. Hoa cam. Hoa cam Lan Thái. Đưa giùm em một ly đi. Hoa cam cái Lan Thái. Dạ 40-58kg đổ lại mặt vừa dùng cho em Trang mấy chị nha. Jenny Trương ok chị Quỳnh Hương.
Dạ 129.000 hoa cam, 15 bộ, không qua bộ thứ 16 luôn các chị, 15 bộ thôi nha, không qua bộ thứ 16 luôn. À dạ bộ em hoa cam dùng đơn. Ấy, nhiều hồ hoa cam dùng đơn. Dạ em 1m55, nặng 48,5 kg. Có hoa nhí không chị? Có, chợ cái gì cũng có hết, cứ qua từ từ đi nha. Cứ chia sẻ like đi rồi mình cùng nhau mua từ từ ha. Dạ rồi ok chị, hoa cam kèm số điện thoại dùng cho em Trang là có đơn các chị nhá. Cái hoa này rất là đẹp luôn nè. Đó, hoa này đẹp lắm luôn, nói thật cái hoa này rất là đẹp. Rồi ai lấy hoa cam cứ comment giùm em nha. Hoa cam kèm bên số điện thoại dùng cho em. Rồi em lên hoa nhí nha, cho lên hoa nhí. Này ai chốt hoa cam cứ chốt. Đẹp với chị ha. Đẹp giả mang luôn. Dạ 129.000 chị ơi. Hoa cam rồi em qua hả? Rồi em lên hoa nhí này, hoa nhí siêu đẹp luôn này mấy chị, hoa nhí siêu đẹp. Liệu Thúy là chị có lấy chấm phi kem không, kèm số điện thoại giùm em ai nha. Không cho số điện thoại khỏi chốt đi, đừng có xin nhiều lần mệt. Nguyễn Phương em có chấm bi kem không chế? Có nha. Lên zoom luôn đi em, không chị ơi. Bây giờ em đang like đồ bộ em có lên zoom đâu chị. Rồi em Trang lên mã hoa nhí. Hoa nhí đẹp lắm. Không, không vừa cẩm ngân hoa cam. Trời ơi, hoa nhí tím 129.000 mấy chị. Hoa nhí tím 129.000 cho em. Ủa, tao nói vải siêu đẹp luôn. Hoa nhí tím chất liệu voan mấy chị nha, voan hàng. Quần em may 2 lớp mấy chị đừng có sờ mỏng dùm cho em ha. Vải này bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Không mỏng gì hết trơn á, mấy chị cứ yên tâm nhận hàng, kiểm hàng thoải mái dùm em đi. Chốt dùm em hoa nhí tím này, quần rất là dài luôn này. Mấy chị đừng có sờ ngắn nha. Bên nhà em là hàng chuẩn shop, may là rất là dài phủ phê luôn, mấy chị đừng có sờ ngắn gì hết trơn á nha. Rồi chốt giùm em hoa nhí tím 129.000 giùm cho em Trang mã này, đẹp siêu đẹp cực kỳ luôn. 100k 4 bộ mai mua giùm em đi chị nhá. 100k 4 bộ ngày mai mua giùm cho em ha. Bây giờ em bán hàng rồi, không có cho mini game đầu tiên nữa. Bữa giờ chị gì đây? Rồi ok bà. Lê Ly hoa nhí. Lê Ly hoa nhí này. Ok chị, chị Giang Như Phương. Ok chị Hoàng Oanh. Ok chị Thủy Tiên. Ok chị 129.000 thôi mấy chị ơi, kèm men xong hoặc là có đơn với chị nhá. Rồi bên đây ai chốt không? Hoa nhí tím đẹp cực kỳ luôn. Lâm Lý, chị lấy hoa nhí tím hả chị? Lâm Lý kèm xong hỏi giùm em rồi nè. Mã kèm số điện thoại giùm em rõ ràng mấy chị nhá. Mã kèm số điện thoại giùm rõ ràng giùm cho em. Nhiều lúc mấy chị comment nó bị ẩn comment đó. 129.000 nha mấy chị nhá. 129 rồi em qua mã luôn, em lên mã sang. Em lên mã sang mấy chị. Hôm nay view kém cái gì ta? Trời ơi, hôm nay mấy mà được có 100.000. Trời ơi. Ừ, chuyện lắm hết. Ừ, tự nhiên có tay ra hết trơn. Đâu đâu, 300 đi chị. Đó tính là từ từ. Chị nào mới vô bên em chọn một bộ, chọn em bộ đủ đơn giùm em nha. Bên chỗ buôn buôn đó hả? Tím nha Lâm Lý giờ rồi. Rồi em lên mã sang, mấy chị comment mã sang dùm cho em nha. Mã sang kèm số điện thoại. Chốt dùm em Trang mã sang mấy chị. Mã sang có màu khác không? Xếp mẫu hàng là có chị hai vân chị. Mã sang kèm số điện thoại dùm cho em. Mã này riêng mã này nha.
Riêng mã này với giá là 135.000 thôi mấy chị nhá. Tay dài cùng dài, cổ vuông, chất liệu mango siêu đẹp luôn. Nhận hàng kiểm tra hàng dùm cho em nha. Mấy chị comment là mã sang kèm số điện thoại dùm cho em Trang nha. Có 135.000 thôi. Rồi mã sang 135 dùm em. Mã đẹp lắm luôn. Mã sang 135.000. Mã sang cho chị Trân Trân. Ủa sao bên đây không có lên ta? Này Trinh Tinh này chán, sao mình ngồi mình ngơ ngác vậy chán? Mã sang Trinh Tinh này. Rồi ai lấy chốt này hoa xanh đi chị. Trời ơi tôi mới mặc cái bộ này mà kêu hoa xanh đi nè. Mã sang cho kim hoảng. Mã sang cho kim hoảng. Từ từ chứ, mới mặc xong mà kêu hoa xanh mà. Ai Lily. Từ từ cho mấy chị, Trang mới mặc có một bộ mới mặc chưa xong này mấy chị chốt đơn đấy chứ. Mấy chị không mua thì mấy chị để mà rồi cho người ta mua đúng không mấy chị? Trời ơi là trời, mới vừa mặc mã xanh chị Phương Nguyễn. Mới vừa mặc chưa xong luôn. Thảo My mã sang, Lâm Lý mã sang có 135.000 thôi. À, Liễu Thúy mã sang rồi luôn đi nữa đi. Trời ơi, mình không mua thì mình để cho người khác mua thấy không? Biết bao nhiêu người chốt. Từ từ là Trang lên mã hoa chứ cái gì cũng lên hết. Rồi Liễu Thúy ok, chị Jenny Trương này. Ok chị Hoàng Oanh này thấy không? Người ta chốt quá trời luôn nè. Rồi, ai lấy mã sang thì chốt điện thoại giùm cho em. Phượng Nguyễn kèm số điện thoại giùm em đi chị ơi. Mã màu mã kèm số điện thoại giùm em đó chị ơi. Điện thoại cho khỏi lộn. 135.000 thôi, mua hàng bên nhà Trang kiểm tra hàng thoải mái giùm cho em. Ok Thiên Hoa được, số điện số kia không được, điện số này kìa. Rồi qua mã nha, qua mã. Qua mã giùm em luôn, mã này đẹp. Rồi ok chị. Nhung Nguyễn mã sang. Nhung Nguyễn mã sang ok chị. Dương Hồng, Chương Hoa Phượng mã sang. Chương Hoa Phượng mã sang. Mình không mua thì mình đợi cho người khác. Chứ mà ý là phải kèm số điện thoại giùm em cho khỏi lộn đơn nha. Rồi qua mã hoa xanh nè. Mã sang, mã sang còn beo không chị? À còn lên beo luôn nha. Lên beo đây rồi. Mua hàng kèm số điện thoại giùm cho em đi mấy chị yêu nha. Thảo My còn beo không nè? Thảo My theo à, nãy giờ cho rồi mà. Rồi đây mấy chị ơi, beo. Có nhà mai chị nha, chị Cao Minh Triết mai nha chị nha, 100k 4 bộ ngày mai chị mua giùm cho em ha. Riêng cái mẫu này 61kg, 62kg nhưng mà mấy chị cao trên 1m6 mặt vẫn ok nha. Tại vì mẫu này em hay rất là đẹp luôn. Rồi chốt giùm em mã beo 135.000, beo cổ vuông. Trời ơi cái mẫu này em nói thật mấy chị luôn, em may mà gần 100 mấy chục bộ cái mã này nguyên hết một cây beo này luôn. Không đủ hàng luôn mấy chị. Không đủ hàng để bán luôn á, em nói thật luôn mấy chị. Rồi chốt giùm em beo có 135.000 thôi. 135 dùng cho em mã này. Rồi đưa em một vi đi. Đẹp ha, mã này đẹp. À, mã sang thêm beo nha chị. Ok ok. Cho ai vậy? Thảo My lấy bộ hoa hồng nha chị, dồn đơn. Ok Huỳnh Kim này. Hoa hồng anh hay không? Hoa hồng ờ. Hoa hồng Huỳnh Kim nè. Hoa hồng Huỳnh Kim bộ giùm em đi. Hoa hồng toàn bộ nè. Beo cho anh, nãy giờ mới kêu là beo cho anh quên rồi. Chinh Chinh còn thấy đó. Huỳnh Kim lấy à, từ từ. Đâu em rồi? Em Lê Beo. Huỳnh Kim lấy bộ hoa hồng. Hồi nãy mã beo ai lấy quên mẹ rồi ta. Beo Trang Lê này, hồi nãy beo ai lấy quên cha rồi. Trang Lê này Thảo My. Thảo My Trang Lê. Thảo My hả? À, Thảo My lấy beo đúng không? Chị Thảo My ơi, chị có lấy beo không? Thảo My. Chốt lại đi mấy chị ơi. Hoa hồng cho May Hoa. Hoa hồng ở đằng sau cho May Hoa kìa. Đây này còn bộ này. Đó. Còn bộ thôi. Rồi chốt giùm em Trang beo hả? Beo beo. Mã sang beo cho Mí Mí này. Cái này là beo nha, còn mã sang là mã trước. May Hoa kẹp số điện thoại giùm em đi chị ơi. Mí Mí lấy cái gì đây? Mí Mí lấy mã beo đúng không? Mã beo cho Mí Mí này. Rồi qua mã luôn mấy chị, qua mã luôn.
ba mã luôn á, đem 1335. Beo mí mí này ok chị. Ủa, cái gì mí mẹ bộ hoa hồng song thoại Hiền Trần kìa. Sáng beo cho Huyền đẹp. Mã beo cho chị Huyền đẹp. Chốt giùm em Gucci 135.000 chất liệu von tay loe. Sáng beo lấy rồi chị ơi. 135.000. Lấy sáng beo rồi nha. Gucci đen 135. Bỏ đây cho em bạn. Gucci đen 135.000. Tay loe mấy chị nhá. Tay loe rất là đẹp luôn. Rồi 135 chốt giùm em Gucci. Gucci đen. Giùm em một viên. Phương Nguyễn Gucci. Phương Nguyễn Gucci. Hoàng Oanh Gucci, Thủy Tiên Gucci. Dạ mấy chị ơi, kèm số điện thoại có đơn giùm em ha. Lấy bộ đang bằng chị Lũy Thúy này. Cũ. Em có thấy em qua bình luận. Rồi ai lấy Gucci đen rồi chốt giùm em. Đẹp lắm mấy chị. Đẹp lắm luôn. Mã này mã qua vân nhập mấy chị nhá. Mã vân nhập. Rồi ai lấy Gucci nó chốt giùm em. Có 135.000 không mấy chị? 135.000 giùm cho em. Gucci đen cho Hồng Nam. Thanh Tâm Gucci đen. Nguyễn Nguyên Gucci đen. Đẹp quá, lấy lên ri nữa đi. Rồi ai Gucci đen Thanh Kim. Thanh Kim Gucci đen này. Rồi ai nữa chốt lại em qua mã. Đẹp hết chị ha. 135. Bên cánh tiền thì em 30, 135. Gì? 135, 135 Thanh Kim. Rồi ai nhập. Rồi ai lấy nữa chốt giùm em nhé. Rồi Gucci đen cho Nguyễn Phương. Chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em đó mấy chị. Chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em với. À lên chấm mi đi, chấm mi mới may xong đâu rồi. Chấm mi mới may xong đâu. Bên còn 10 cái bé nữa. Trời ơi, bên chủ buôn buôn hôm nay buồn quá vậy. Trời ơi, hôm nay buôn buôn kìa. Ít riêu mà không chốt cũng được, không ngủ gì cũng không ngủ. Rồi chốt giùm em vừa sáng 135.000 vừa sáng. Nãy giờ cho chốt cũ chưa? Hả, tôi mới ngủ đi. Rồi đưa giùm em mã này đi. Versace 135 dùm cho em. Mấy chị ghi là sọc được rồi, mấy chị sọc được rồi. 135.000 sọc. Mã sọc dùm em 135. Mã này đẹp lắm luôn mấy chị nhá. Chất liệu mango, quần có túi luôn. Chất liệu mango. Chị nào có đơn rồi thì nhớ mua thêm một bộ dùm em nhá. Một bộ chẳng có ship đâu nhá. Một bộ không có ship đâu mấy chị. Rồi chốt dùm em, sọc dùm em ha.
Trương Hoa Phường mã sọc. Trương Hoa Phường à? Ừ. Ai chưa có đơn kèm số điện thoại giùm em. Phường Nguyễn sọc bỏ vô giùm em này. Bao nhiêu đây? 135.000 Phường Nguyễn. Cho em đi Trương sọc. Quỳnh Trương sọc. Chấm Hồng Thập sọc. Em không có free ship nha chị. Hải Yến có đơn chưa? Hải Yến sọc. Hải Yến sọc kèm số điện thoại được chưa? Trời ơi, kêu ngày mai giao, có gì đâu có từng mặt đâu. Hả? Nói ngày mai chuyển khoản được không? Hôm nay con ta chốt xong đâu bà giao qua vậy? Trời ơi, cái bà này thiệt tình luôn kìa. Sọc trồn đôi Trang Lê. Nó đang like, trời ơi, chưa gì, chưa chốt gì đó mà đã giao qua rồi. Chú Hoa Phượng cho lại số ngoài đi. Bà đó bà bán nghĩa hay sao á, mới nói cái dịch đó. Rồi ai lấy sọc nữa rồi qua mã luôn mấy chị ơi, qua mã. Nó Hoa Phượng cho lại đi. Đây này Dương vừa đây. Hoa Phượng có là à rồi có rồi ok. Ok chị Phượng nha, sorry. Rồi em đi mua ok chứ nhỉ. Hoa Phượng có đơn nha. Rồi sọc dồn đơn cho chị Trương Hoa Phượng. Trời ơi, bên buôn sao hôm nay thảm theo quá vậy? Bán cửa cơm đi, chị bố đi. Lúc hai mấy nè. Trương Hoa Phượng dồn đơn chưa? Rồi chốt giùm em mã hoa nhé. Sao mi vong nặng ghê thôi. Rồi ấy ấy giùm em ấy. Cái đó còn có bộ mặt gì vậy? Còn có bộ này hả? Cái gì vậy? Cái này đã like đâu. Bông này bông kháng cái gì nhá. Bông này đẹp lắm. Rồi chốt giùm em hoa. Hoa này quầy hoa gì ta? Rồi đằng sau màu hồng rồi. Cái này hoa tím nhạt hả mấy chị ơi? Tím nhạt giùm em, hoa tím nhạt giùm em ha. Này có trang phối màu tím nhạt này. Đó, chốt giùm em tím nhạt giùm cho Trang ha. Tím nhạt giùm cho Trang. Rồi ai lấy tím nhạt comment tím nhạt giùm em. Đó, tím nhạt đẹp chưa? Rồi ai lấy hoa tím nhạt 129.000 mẫu siêu đẹp luôn. Trời ơi, tôi mới chọn cây vải thôi mà đã chở vải qua rồi, khùng ghê á. Bán é, 129.000 chị. 129.000 đó Tùng ơi, hả Hồng ơi. 129 giùm em hoa tím nhạt. Hoa tím nhạt giùm cho em. Hoa tím nhạt giùm em ra nhé. Em được hai bộ rồi hai chị, để chị Thùy á. Lê Minh Thủy hôm qua chị mặt đẹp nha, muốn làm kiếm mặt rất là đẹp nha chị ơi. Tiếp nhà cho Hồng Nam có đơn chứ. Kim Ngoãn nè. Kim Ngoãn, sao không hỏi ai biết được con biết. Kim Ngoãn ok. Lý Phạm. Kim Ngoãn nè. Kim Ngoãn tiếng nhạc dùng đơn ok chị. Hồng Nam có đơn chứ. 129.000 chị ơi, 129 giùm em. Hồng Nam có đơn kèm số điện thoại giùm em đi rồi bên cạnh. Em mua thêm đi bà, mẫu mới này. Mẫu mới. Hồng Nam có đơn rồi. Ngoãn rồi ok chị. 129.000. Hoa tím giùm em á, hoa tím. Đoan kim dồn đơn. Rồi chốt lẹ đi. Em qua mã thì mới tính nhanh mấy chị ơi. Đoan kim bên tay, đoan kim bên đây nè. Không, để em đâu kiếm về. Hồng Nam. Hồng Nam kim quả. Rồi. Đoan kim. Rồi. Đoan kim số 4 ký hả? Hoa tím điện thoại Hiền Trần kèm số điện thoại giùm em đi chị. Trời ơi, kèm số điện thoại Hiền ơi.
Trời ơi, sao bên shop Bun Bun hôm nay sao kỳ quá vậy? Rồi chốt kim trang hoa xanh. Đẹp chưa? Trời ơi, hoa này em nói thật với chị ơi, cái hoa này nó rất là ít vải luôn nha. Một cây vải em may được một tầm 120 mấy bộ thôi. Cái hoa này rất là ít có luôn. Em may được tầm 120 mấy bộ thôi mấy chị. Rồi chốt dùm cho em trang hoa xanh 129.000 quần có túi luôn mấy chị nha. Hoa này rất là ít có luôn nha. Cái hoa to là rất là hiếm nè mấy chị. Rồi chốt dùm em 100 mấy chục bộ thôi. 100 mấy chục bộ. Hoa xanh 129. Em cho mấy chị quay cái hoa. Hoa này đẹp lắm, hoa này sang vải luôn mấy chị. Hoa này sang lắm. Hoa xanh này. Đây nè. Hoa xanh Lan Thái nè. Hoa xanh Hải Yến, hoa đây. Xanh Lan Thái. Hải Yến, Quỳnh Dương, Lan Thái, Tân Trang. Rồi hoa xanh ai lấy một chút cho em. Hoa xanh 129.000 thôi mấy chị. Hoa đẹp xanh đẹp lắm. Giá có tư vườn nha chị. Dạ có tư vườn chị, hoa Nguyễn xanh Nguyễn vườn Nguyễn. Ok vậy tư vi phạm. Dạ có 129.000 thôi mấy chị ơi. Có túi quần luôn nha mấy chị nhé. Hàng nhà Trang May đây là quần có quần luôn. Mấy chị yên tâm mua hàng nhà Trang không bao giờ đụng hàng ngay đâu nha. Bất cứ luôn. Trang nói dốc mất lọc luôn, hàng này hàng nhà Trang May lên không đụng hàng đâu, mấy chị đừng có lo nha. Mà vải bao đẹp. Kiểm tra hàng trước khi nhận hàng cho em Trang nha. Hương Linh Trần hoa xanh. Kèm số điện thoại giùm em đó chị Hương. Chị Hương Linh Trần ơi, kèm Hương Linh Trần kèm số điện thoại giùm em. Có quần nha. Có túi quần. Em đi ông lấy hoa tiết kèm số điện thoại đi. Có túi quần mấy chị. Chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Chia sẻ like. Lan Thái có chưa? Rồi qua mã luôn. Cho nhanh nhanh lẹ chị ơi, mấy hàng nhiều lắm. Hoa xanh. Ờ. Lấy hơn thì chốt luôn. Rồi chốt giùm em trang BBR. Vương Nguyễn. Cái mẫu này ai chốt trước thì chăng chốt nha.
BBR cho Linh Trang. Mẫu này ai nhanh tay thì chốt giùm em nha. Em còn có 4 set thôi, hết lô luôn rồi. Ủa hôm nay view yếu quá mấy chị ơi, hôm nay view yếu quá. Mấy chị đi ra chậm. Chắc 3 giờ like lại quá. Ai chưa có đơn nó vui lòng kèm số điện thoại giùm em Trang. 4 set sọc vàng giùm em, 135.000 sọc vàng. Hết lô rồi mấy chị ơi, mã này đẹp lắm luôn. Sọc vàng 135.000, 4 set thôi. 4 set. Like đi, 3-4 giờ like lại gì đâu. Còn 2 set thôi các chị. Mango nha Huy ơi. Mango kiểm tra vàng thoải mái lắm các chị ơi. Kiểm hàng thoải mái rồi mình hãy nhận hàng khác. Hãy đi sắp 2 bộ nha, tôi sắp 2 bộ qua hả Huy rồi đây. Ai? 2 bên rồi cho Huy đi. Huy Yên đi. Sọc vàng cho Mí Mí này, Huy Yên đi 1 bộ thôi. Mí Mí nè. Mí Mí 1 bộ, Huy Yên đi được 1 bộ. Có cái gì cũng có hết. Lên sọc liền, đưa giùm em sọc riêu, sọc nâu gì đó. Dạ, xíu tắt like xong nha chị. Tắt like xong. Có cái gì của anh con. Mây hoa. Cái bà mây hoa này, sao bà rảnh rỗi quá vậy? Quần không có nha, quần không có. Cua có một bộ xinh hoài không cho. Võ Thị Kim nè. Béo hả, đợi xíu lên lại cho. Sưởng sưởng mới chở qua dưới kìa. Có một bao béo dưới á. Hoa hồng giùm em. Có 129.000 thôi mấy chị ơi, mã này có 129.000 thôi. Chia sẻ cái bung bung nó sâu bung bung tự nhiên có mấy người. Hết rồi chị ơi, sọc vàng hết rồi. Mấy giùm em hoa đỏ đi mấy chị ơi, hoa đỏ 129.000. Mã hoa đỏ này form đẹp nhá, form đẹp, quần dài lắm luôn các chị. Quần có túi luôn nha. Chốt giùm em Trang hoa đỏ, hoa nhí đỏ 129.000 dùm cho em. Hoa nhí đỏ 129. Chốt lẹ hoa nhí đỏ 129. Tự nhiên bông hương hay bình có được nữa. Lúc đầu cũng lên được mấy? 200. Ờ. Sao đi ra hết trơn hả? Biết nữa. Ai nghe chung thì tôi buồn đỏ. Ờ. Tức cười ghê á. Hoa nhí đỏ ai lấy đứa cái beo đó thì nhận, beo đó còn 3 bộ đúng không? Rồi lên beo đọc lại nhé. Ai lấy hoa đỏ chốt này. Hoa đỏ kèm số điện thoại là có nhân viên chốt. Rồi em lên mã đọc lạ mấy chị nhá. Lên mã đọc lạ. Lên mã đọc lạ. Vải này tôi đang do dự. Vải đọc lạ luôn. Cái này còn 3 set thôi. Lên quần ống túng đi chị, rồi đợi xíu lên liền. Rồi chuẩn bị lên quần ống túng liền nha. Lên cái mã này đã, cái này còn có 3 set thôi. Hết lô luôn rồi. Ni ơi cột giùm mà bé bên đi. Rồi chốt giùm em Trang beo 130.000. Quay cái bà nhớ không? Nghĩ sao một bộ đồ đó mà 72kg mà mặc vừa. Ba set độc quyền. Hết rồi mấy chị ơi, bộ này hết. Hết vải luôn, beo độc lạ giùm cho em 130. 130 hết rồi. Nguyễn Phượng beo. Nguyễn Phượng con cháu á.
1230 với chị, 130. Mấy hoa? Mấy hoa rồi còn xếp đây không ạ? Ê, bà Mai Hoa có cho số điện thoại không để tôi chốt cho người khác? Chốt cho Nhân, chốt cho Nhân Nguyễn nha. Nãy giờ bà chốt hàng hoài luôn không cho số điện thoại là sao? Ba bộ rồi không cho số điện thoại lấy đâu ra mà chốt? Mệt ghê luôn á trời. Mua hàng không có số điện thoại sao mà chẳng chốt được? Rồi lên hoa cùng ống túng nha. Trời ơi, mua ba bốn set rồi thôi, xả thả ra đi. Mua cái hàng gì vậy? Mấy chị nghĩ đúng không? Không có số ngoài lấy ra ra chốt với chị. Thôi xả ra đi, xả ra đi khỏi bán đi. Để chị lựa thêm, trời ơi. Có số ngoài lấy ra ra chốt chặn luôn đi, khỏi bán luôn, mệt. Mấy cái người này không có tiềm năng đâu, chặn luôn. Khỏi bán. Em bán hàng không phải chảnh chọe vậy đâu mấy chị, mà mấy cái người đó không có tiềm năng khỏi bán luôn, mệt lắm. Trời ơi, mua tới 4 bộ đồ không có số điện thoại. Xin thì để chị lựa thêm, mấy chị nghĩ đi. Một bộ đồ mà nhiêu tiền đâu mà xin hoài. Xin hoài đâu hơi đâu, xin hoài đúng không mấy chị? Mệt ha, bực bội. Bây giờ mẹ có túi trắng hết cũng này. Rồi chốt giùm em trang mẫu này nha. Cái này có 4 màu ha, 4 màu. 4 màu giùm cho em trang. Đây em đang mặc là màu xanh nha. Cái này mấy chị có thể mặc đi công sở vẫn được nha mấy chị nha. Bông xanh, bông cam. Bông cam nè. Bông riêu. Mấy chị thích màu nào em mặc màu đó cho mấy chị coi. Tại vì cái mẫu này rất là đẹp luôn. Rồi đây là hoa hồng. Hoa hồng giùm cho em trang. Rồi 4 màu giùm em, 135.000 không mấy chị? 135.000 giùm em. Hoa xanh, hoa hồng, hoa cam và hoa màu riêu. Đem của chị có được biểu tượng nha. 4 màu, chốt lẹ đi. Màu nào nó cũng đẹp hết mấy chị ơi. Quần ống tính nè, đẹp lắm. Đang like đừng có hỏi nên đừng có nói gì hết, đẹp lắm. Màu cam, màu riêu, màu hồng và màu xanh em đang mặc, 135.000. Trời ơi, mua có mấy hồ đồ thôi, đừng hỏi điện thoại, hỏi lui, hỏi lại, mệt muốn chết luôn á. Hoa xanh dồn đâu vậy Kim Mân? Kim ngoãn cái lộn. Đẹp lắm á chị ơi, mã này đẹp, mã hoa tiểu thư này rất là đẹp luôn. 40-58kg là một người. Màu hồng này mấy chị, màu hồng đẹp lắm luôn, màu riêu cũng đẹp và màu xanh cũng đẹp. Rồi bây giờ em mặc màu hồng cho nha, trang mặc màu hồng cho. Hả Yến ơi, này là 58kg lại nha Yến ơi. 40-58, rồi trang mặc màu hồng cho qua nha, mặc màu hồng đi. Màu xanh rất là đẹp luôn và màu hồng, màu cam và màu riêu. Rồi đây, em mặc màu hồng cho. Màu hồng trang mặc cái phương hồng. Màu hồng trang mặc cái phương hồng. Có ở dưới á. Hoa cam dồn đơn cho Ngân Nguyễn. Để em mặc màu hồng cho mấy chị qua. Màu hồng cũng đẹp mà màu cam cũng đẹp mấy chị ơi. Nói chung là cái hoa này màu nào nó cũng đẹp hết á. Mưa quá à, mưa quá trời mưa. Ủa hôm nay bị ẩn comment hả? Bèo tôi rút nó đó. Chị nhỏ ấy. Trời ơi mấy chị ơi, bị ẩn comment, khách điện mua hàng luôn mấy chị. Hàng gì mà đi ra hết trơn. Hàng gì mới chỉ ra hết trơn, đúng rồi, hàng gì bên đây cũng thấy lạ sao.
hiểu comment. Đúng, được đấy. Trời ơi, gì mấy chị đi ra hết trơn mấy chị ơi. Trời ơi là trời ơi, buồn quá mấy chị ơi. Bị ứng comment. Thì làm gì không có ai comment được, mấy chị đi ra hết trơn à. Trời, quên nói với chị ai mà mình ứng comment, mình hót ra xong vô là được. Nhiều người không có biết á. Khổ ghê. Rồi ai lấy màu hoa hồng chút giùm em nha, hoa hồng. Thì hoa này mấy chị tháo cái cổ ra vẫn được. Đó, đẹp chưa? Có 135.000 thôi nhé. 135.000 chốt giùm em mã này. Rồi em qua mã nha mấy chị nhé, qua mã. Rồi ai lấy hồng, ai lấy xanh, ai lấy riêu, ai lấy cam chốt giùm em 135.000. Chị mặc dù đỏ treo ở đằng sau đi. Rồi qua mã luôn. Con cam đó hả? Con cam đã mặc rồi. Chị Hà Nhung ơi, bông cam nó căng mặt rồi đó. Bộ canh mặt có màu beo không? Có chị Trang Phạn, Trang Phan ơi, beo em mới mặc xong nè. Đây lên mặt beo lại cho. Lên mặt beo không? Ở dưới còn 5 lực xét ở dưới đó. Sữa nó mới chạy qua 5 lực xét ở dưới. Đây ai chưa có beo lấy nè, em mặc lại cho. Nói chung là nó đẹp lắm đó chị. Đẹp nhức nách luôn. Ai không mua hàng là uổng lắm luôn. Chốt lẻ lên dùm Trang nha. Xong em tắt like xong vô lại thử qua thì sao mà yếu quá. Chốt lên ít ít thôi nhỉ. Tên lượng cũng đẹp. Đẹp quá mấy chị ơi, bộ này ưa ý dễ sợ luôn mấy chị. Em lấy set em mặc mới được. Cửa không là kim cửa không à. Rồi ai lấy beo chốt beo này. Beo này ai chưa có chốt lẹ lên. Hả? Ai chưa có thì chốt lẹ lẹ. 129 129 chốt lẹ đi, để em qua mã mới mấy chị. Qua mã mới. Mấy chị nó mặc beo mới cắm nha. Cái bộ này đẹp thiệt luôn mấy chị ơi, form nó đã lắm. Beo cho Trang Phan, bộ này form rất là đã. Cái hoa đỏ đằng sau là như cái mẫu Trang đang mặc đó đấy. Cái hoa đằng sau là như mẫu Trang đang mặc luôn á. Mình thích rút cao rút thấp gì cũng được hết mấy chị nha. Đang dùng là dung thích rút cao rút thấp gì cũng được hết. Ủa giời, bên Bun Bun hôm nay là buồn quá thực sự luôn. Bun Bun không biết Bun Bun sao mà tự nhiên cái view này mà chưa từng có luôn mấy chị. View này là chưa từng có luôn á. Beo hả? Quá thiên hoa dược có beo này chưa nè? Ai? Beo. Châu đô 129 nè. Thiên hoa dược hả? Châu đô có đơn chưa? Có rồi. Châu đô thiên hoa dược đó. Có chưa? Thiên hoa dược. Nói thật mấy chị ơi, cái bộ này đẹp giả mang. Thiên không ngờ cái xưởng này mà em mới đặt lần đầu nó may nó tiện. Em đưa kiểu cho nó may em đang. À, nói chung là em đang cấp beo châu đô. Cấp bản quyền châu đô. Đây. Mà không ngờ mà nó lên mà nó đẹp. Không nhận xưởng này may đẹp thiệt. Chưa đẹp kinh khủng luôn á. Này rồi qua mã đi, lẹ với mấy chị chờ lâu. Để chị nào đi chị qua nữa. Rồi chốt giùm em mã beo xám 129. Beo xám 129. Thanh Lê beo 129 này. Mấy chị mua một bộ ráng lừa thêm một bộ giùm em nha. Ráng lừa thêm một bộ giùm cho Trang nha. Đừng có lấy bộ xong đi ra nha. Đừng lấy bộ xong rồi đi ra. Tội lỗi lắm thật sự.
đẹp luôn. Em béo xám nha. Chốt giùm em Trang mã béo xám nha mấy chị. Béo này lạ lắm nè. Béo này lạ lắm. Rồi béo xám 129 thôi. Có 129.000 thôi mấy chị. Đẹp độc lạ luôn. 129 chết mẹ lên đưa cái sọc nó lên, cái sọc nó mới lắm, sọc mới ờ đúng rồi. 129 chốt lẹ mã béo xám mấy chị. Béo xám 129 giùm cho em. Cái này còn riêng hả? Buồn thực sự. May bao nhiêu cũng không đủ sọc này hết mấy chị. Còn có con ri à. Còn có con ri này thôi. Mặc nha, mặc ai lấy hết hàng rồi. Còn ai lấy beo xám cứ comment beo xám giùm cho em nha. Beo xám đẹp lắm mấy chị. Beo xám rất là đẹp. Trời ơi, bên bung bung nó đi ra hết trơn. Rồi chốt dùm Trang sọc riêu. Nhỏ cục dùm em đi nhở. Ai chưa đủ đơn lừa cho đủ đơn nha mấy chị nhá. Hai em mới cho lừa đủ đơn dùm em nha. Mấy đơn rồi Trang? Mấy chị ơi, để Trang tắt like xong rồi Trang vô lại nhá. Bên chỗ chùm đồ bộ này. Rồi sọc riêu nè, chốt giùm em. Sọc riêu. Sọc riêu giùm em Trang cái này. Sọc riêu, ai lấy muốn sọc nè. Hồi nãy chưa có sọc thì lấy sọc. Sọc riêu. Sọc riêu giùm cho Trang. Trang cho thiếu 2 triệu. Nhưng hoa dược còn đơn này. Sọc riêu này còn có 1 riêu. Nhung Nguyễn vô đó không? Ai? Nhung Nguyễn á hả? Này có đơn Nhung Nguyễn 850 á. Sọc riêu 130 thôi mấy chị. 130. Cái này là rất là đẹp luôn. Cái này là ăn gian chân dài tới nách luôn mấy chị nhá. Cái này là chân dài tới nách luôn. Rồi ai lấy sọc riêu chốt giùm em ra. Sọc riêu có 130.000 thôi. 130 giùm em. Đẹp mãi này bao sang luôn. Dễ thương lắm mấy chị ơi. Trời mặt ở ngoài cưng lắm mấy chị, còn một đúng một riêng luôn mấy chị, không qua bồ thứ 11 luôn á. Không qua bồ thứ 11 luôn. Rồi ai lấy sọc riêng còn yếm không, đưa em xả yếm đi. Không, cái xếp chung cái tên gì được, nhưng khổ cẩm. Rồi, chốt giùm em Trang nha, mã sọc riêng. Sọc đẹp lắm, mà sọc riêng đẹp lắm mấy chị, sọc riêng đẹp lắm. Chốt lẹ lên giùm em đi. Kinh. Còn cái tiêu không dưa. Còn cái tiêu không dưa cho Thanh Lê ơi. Còn. Để em vô lại cái. Em vô lại cái file này cái. File này gì đâu mà nó bị cái gì đó mấy chị ơi. Sọc riêu châu đô. Rồi lên dung mấy chị, dung 75.000. Bảy mươi lăm ngàn dùm em một set. Thì combo đó. Cái hàng này bán nhiều chưa có ai bom hết ha. Mã này nè. Rồi chốt giùm em Trang. Set dung siêu đẹp luôn. Rồi set dung 3 màu. Combo 2 bộ 3 màu. Combo 2 bộ 150.000. Cái túi đâu rồi? Lai cửa ra. Combo 2 bộ 150.000 dùm cho em Trang nhé. Dung dung thổ cẩm combo 2 bộ 1350. 2 bộ nhá, không chốt một bộ đâu, tính ra 75.000 một set thôi mấy chị.
nha, hai bộ dùng cho em. Rồi em đang mặc là thổ cẩm và cái này là màu cam, hoa văn cam, thổ cẩm cam và thổ cẩm xanh, mấy chị comment dùng cho em nhé. Set này có giá là 75.000, chốt từ hai bộ, không có chốt một bộ mấy chị nha. Combo em hai bộ. Combo dung dùm em, dung thổ cẩm hai bộ dùng cho em nha, 150.000. Tính ra 75.000 một set thôi mấy chị nha. Tính ra có là 75.000 một set thôi. 40-58kg đổ lại mặc vừa dùng cho em Trang bộ này. Rồi chốt dùm em Trang dung thổ cẩm màu xanh, dung thổ cẩm màu cam và em đang mặc là màu thổ cẩm. Rồi chốt dùm em đi, 75.000 một set. Dung combo cho chị Linh Trang, ok chị. 75.000 một set mấy chị ơi, chốt từ hai sản phẩm, không có chốt một set đâu. Rồi 75.000 một set nha. Đây là dung thổ cẩm em đang mặc và cái này là dung cam và cái này là hoa văn xanh. Rồi 75.000 một set thôi, đẹp quá mấy chị ơi, đẹp quá. Cái dung này đẹp, dung này rất là đẹp luôn. Nè đẹp chưa? Rồi ba màu nha, 75.000. 75k dùm cho em hai màu mấy chị, hai màu. Ba màu. Ba màu vô luôn, chốt từ hai bộ thay đổi cho mấy chị ơi, có 75.000 xét này mới thật luôn, rẻ như cho luôn mà đẹp nữa. Rẻ như cho mà còn đẹp lắm chị ơi, ở số khác nó bán 100 mấy ngàn đó nha, không có giá này đâu. Thổ cẩm em đang mặc là màu cam. Hoa sen dược á. Trời ơi, 75.000 một set, tôi nói là rẻ như cho luôn, thật sự luôn mấy chị, rẻ mà rẻ như cho luôn á, thì hứa luôn mấy chị. Hứa chị luôn, có 75.000, tính ra có 75.000 là một set là rẻ như cho luôn đó. Rồi qua mã nha mấy chị nhé, qua mã. Qua mã giùm em. Rồi tháo ra giùm em. Hướng Nguyệt dung combo 150 lấy màu nào chị Hướng Nguyệt ơi, kèm số điện thoại. Tôi lấy con máy sẽ dung cái vô tay ngắn dưới á. Dung combo 150 chị Hướng Nguyệt lấy màu nào, màu thổ cẩm hay là màu thổ cẩm xanh hay là thổ cẩm cam? Hai màu chịu lửa đó chị. Tôi chọn gì được, chẳng có thổ cẩm đi vô. Đúng rồi, có đơn. Mọi người có đứng nha. Rồi chốt cho em mã này. Nhỏ, cột cho em đi. BB nâu 130. BB nâu 130.000. Ba set thôi mấy chị ơi. Ba set. Bây giờ con nấu không? BB nâu 3 set mẫu độc lạ luôn. Ai mà không lấy mẫu này là uổng lắm luôn nha mấy chị nhá. Mẫu này siêu đẹp. Có 130 thôi mấy chị ơi. 130 vải siêu đẹp luôn nhé. Chốt giùm em Trang BB màu nâu. BB màu nâu 130. BB màu nâu 130. BB nâu 130 mấy chị, BB nâu 130. 130.000 mã em đang mặc nhé. Anh đi ơi, đi. Thường hông như này 4 đi nè. Hết thứ hông đi nè. Bỏ vô. 130 ai lấy lẻ lên em qua mã 130. Thương hông hết 130. Mã này đẹp mấy chị ơi, mã này đẹp lắm, còn có 3 bộ thôi nè. Ai lấy chốt lẻ đem qua mã hết. 130 nhé. 130.000. Lê lê đó. Lê lê không? Lê con hai sẽ đến. Thanh lê BB nâu này. Thanh lê hả? Cái đây này. Dạ vô.
Rồi còn hai set. Một trời ơi cái bộ này nó đẹp lắm, mấy nó thật với chị luôn. Trước là mấy chị 75k còn không chị 75k hả? Còn em. Là thằng Dung đó. Dung đó. Mua một bộ ship không chị? Dạ không chị ơi, bên em ship từ hai bộ. Chị nhá. Rồi lên chấm bi giùm em đi, chấm bi vàng. Chấm bi vàng cho em xem mẫu tay dài đi chị, rồi đợi xíu gì chăm chừng ơi. Trang đi chấm bi vào đi Trang, chấm bi trắng. Bỏ cái lót lót ra xuống. Bỏ đâu thì bỏ cái bộ này. Bỏ cái bên nào chứ Tuyền, Tuyền kèm xong thòi giùm em đi chị. Tuyền ơi kèm xong thòi giùm em đi. Thanh xe. Thanh lý. Thanh, Thanh. Không. Đâu 40 tới 58 kg đổ lại mặt vừa nha. Hương Nguyệt, Tuyền Nguyệt với là Hương Nguyệt. Hương Nguyệt đây đây bộ pin đâu đây? Tuyền ơi kèm số thoại đi Tuyền. Đây 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 này. Đây đây. Lấy em bộ, lấy em ít bộ đi chị. Chừng xưa. Cho em coi bộ xanh đằng sau xanh hả? Đó là quần túm nha. Nó quần tắm như sorry nha, quần túm nha. Hương Nguyệt có chụp bộ chứ cái đâu biết nữa gì. Tuyền ơi chị mới vô hay sao vậy Tuyền? Thanh Lê chưa có đơn nữa nè. Vậy sao chưa có đơn? Trời mới ghi Thanh Lê rõ. Tuyền Nguyệt kia. Thanh Lê. Tuyền Nguyệt xuống thôi bao nhiêu? Mấy chị ơi, theo dõi anh bay bên này giùm em xong rồi em tắt xong mấy chị vô lại giùm em nhé. Bên mấy chị bên đây này, bên chùm đồ bộ này em tắt xong mấy chị vô lại giùm em nhé. Tắt xong em vô lại. Đây chốt cái mã này xong đi rồi em tắt xong mấy chị vô lại giùm cho em. Cuối giờ rồi, hết Tuyền giờ. Tuyền ơi, cái này sống hỏi đi Tuyền. Rồi chấm bi trắng giùm em nè, có 110 ngàn không? 110 ngàn không mấy chị? Màu vàng và màu trắng giùm em. Bộ xanh có mất không? À là bộ đó như chưa có hả? Bộ đó mà... Ủa như nhiêu... Nhiêu ký vậy chị? Cái này 58 ký đó lại thôi nha. Và nhiêu 60 ký vừa không? Mua rồi đây ép mà. Rồi bi vàng chị cho Trang đứng bất lịch sự đây. 40-60kg đổ lại mặt vừa, 60kg trên 1m6 dùm cho em ha. 58kg thì đổ lại mặt vừa là ok dùm em luôn. Rồi chốt dùm Trang bi vàng, bi trắng này. Có 110.000 thôi, chất liều lụa hàng bao đẹp luôn. Mềm mịn, không nhăn, không sủ lông mấy chị nha. Siêu đẹp, quần ống rộng thoải mái luôn. Rồi bi vàng, bi trắng dùm cho em đang may lại mẫu này nha. Trang đang lay may lại mã này nhưng mà Trang may bằng von. Rồi ai lấy bi vàng, bi trắng dùm em, có 110.000 thôi mấy chị. 110.000 thôi. 110 mấy chị nhớ bấm theo dõi bánh bay này giùm em nha, xong mình vô lại giùm em ha. Đang chuẩn bị tắt để tại vì hết giờ rồi mấy chị. Rồi bi vàng. Bi trắng. Bi vàng bi trắng có 110.000 thôi mấy chị. Nhận hàng vải không đẹp cả. Lấy mẫu nào đọc giá mẫu đó đó chị. Bi vàng cho Hồng Nam có 110.000 thôi mấy chị. Hồng Nam. Lấy của xanh bấm mất cho em đi. Bà ê, không vừa. Mà không vừa đâu nha. Nè, còn Hồng Nam kìa. Hồng Nam nè. 110.000 đẹp lắm mấy chị ơi, mã này đẹp lắm, em đang may lại lắm mấy chị, em đang lay mài mã này nhưng mà em may bằng von nha. Vải này hết rồi. Vải này hết rồi mấy chị. Đó em mặc vừa không? Bộ xanh đó mà không có vừa. Cái đó 58 kg thôi, bà 60 kg mà mặc không vừa đâu. Lấy mẫu mới, lấy mẫu khác đi, nhiều thiếu thiếu gì mẫu. Rồi bi vàng ai lấy nữa chốt giùm em. Mấy bi mẫu vàng. Của U chưa có nè. Bi vàng bi trắng có 110.000 thôi mấy chị nhé. Rồi mấy chị ơi, chân tắt xong mấy chị vô lại giùm em nhé. Chân tắt mấy chị nhớ nè, bấm lại theo dõi giùm em đi. Bấm theo dõi lại hoặc mình chia sẻ về bên bay mới giùm em đi để Trang tắt mấy chị vô lại giùm cho em. Chị nào đang lựa chọn nửa chừng á mình vô lại nha, em chuẩn bị tắt nè. Tại vì hết giờ rồi, bây giờ vô lại nha bên đây nha.